hàng hôm nay là em đang đóng để cho đi cho các bác nha, cho nó kịp. Nói chung là các bác để chịu khó chờ thông cảm với em, tại vì rất là nhiều hàng đi nên là bọn em sẽ cố gắng hết sức đóng rất là nhanh để cho hàng đi. Đấy. Đấy, rất là nhiều đơn luôn. Những cái thùng hàng được bên em đóng gói rất là kỹ lưỡng. Đấy, và tên của ai là ra tên người đấy luôn nha. Đấy, gói ghém rất là cẩn thận. Chàng quanh bo hết cả gần như là một thùng xốp luôn. Bọc rất là cẩn thận luôn để cho các bác khi các bác nhận được những món hàng mà phải là nói chung là thật sự là đẹp, và cái thứ hai nữa là nó không an toàn nhá, không bể vỡ sức mẻ. Đấy, nói chung là nhưng mà đơn hàng vẫn có những cái trường hợp là không may rủi ro mà nó bị sứt mẻ hay lỗi hay là bị vấn đề gì đấy, thì các bác cứ gọi điện cho em theo số điện thoại Zalo 0346771189 nhé, em sẽ giải quyết tất cả cho các bác cho một cách làm sao để cho hai bên vui vẻ và thoải mái nhất. Rất là nhiều đơn mà em đóng rất là kỹ luôn, đóng cực kỳ chắc chắn. Cảm ơn các bác anh chị em cô chú đã ủng hộ em, cảm ơn cả nhà rất là nhiều.